Sáng qua, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, vừa đi thăm kiểm tra tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn huyện Tam Nông. Cùng đi có đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy. Đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bùi Minh Châu cùng đoàn đã kiểm tra tiến độ triển khai hai dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Tam Nông là dự án khu đô thị sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và sân gốp Tam Nông và dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái. Đối với dự án khu đô thị sinh thái du lịch nghỉ dưỡng và sân gốp Tam Nông có quy mô gần 500 hectare, tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng do tập đoàn TNT Group làm chủ đầu tư. Đến nay, tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành đối với đất nông nghiệp. Tỷ lệ giải phóng mặt bằng bình quân ở 4 hợp phần đạt 86% khối lượng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chủ đầu tư trong triển khai dự án. Nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng, tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Tam Nông nói riêng và của tỉnh Phú Thọ nói chung. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, các cấp các ngành liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng khu tái định cư, sớm ổn định cuộc sống người dân vùng dự án, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án. Đồng chí cũng lưu ý, chủ đầu tư trong quá trình thi công, đối với những khu vực không vào đường gốc, thì cần giữ nguyên hiện trạng cây xanh, đảm bảo môi trường sinh thái, ưu tiên đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động địa phương khi dự án đi vào hoạt động, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Kiểm tra dự án đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B, quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái, có chiều dài gần 54 km, tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng. Đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, chi trả đạt gần 90%. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu, thời gian tới, chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương có tuyến đường đi qua, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi thi công dự án, giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công, vừa đảm bảo tiến độ nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, có kế hoạch khai thác quỹ đất hai bên đường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tiếp đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bùi Minh Châu đã kiểm tra tiến độ triển khai cụm công nghiệp Vạn Xuân có quy mô trên 72 hectare. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hạn thương mại và dịch vụ Lân Huế. Hiện nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã đạt gần 75%, chỉ còn vướng mắc liên quan đến 14 hộ dân chưa đồng ý về đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu huyện Tam Nông cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, sớm hoàn thành hạ tầng cụm công nghiệp. Đồng chí cũng lưu ý, sau khi đi vào hoạt động, chính quyền địa phương cần phối hợp với chủ đầu tư trong thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có tiềm năng, có hàm lượng công nghệ cao, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, quan tâm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Cũng trong chương trình làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Bùi Minh Châu cùng đoàn đã kiểm tra dự án sân vận động và nhà thi đấu đa năng huyện Tam Nông. Bí thư tỉnh ủy lưu ý, huyện Tam Nông cần tăng cường bổ sung hệ thống cây xanh và mặt cỏ tại sân vận động, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhà thi đấu đa năng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư xây dựng thêm các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Kiểm tra thực tế tại các công trình, dự án, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị đề xuất của chủ đầu tư, các cấp, các ngành. Đồng chí lưu ý, việc triển khai xây dựng các công trình, dự án cần tính toán phương án kết nối hợp lý, đồng bộ đối với hạ tầng giao thông trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả của các công trình, dự án khi đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và của cả khu vực.